Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Đứng lên từ hiện thực cay đắng. Chị Nguyễn Thị Nga sinh năm 1971, sinh sống tại xã Long Nguyên, Bầu Bàng, Bình Dương, đã nói gia đình chị được như ngày hôm nay là nhờ thực dưỡng. Khi chị bước vào tuổi 35 thì bệnh tật đã cướp mất người chồng thân yêu. Lúc đó bản thân chị cũng mang nhiều chứng bệnh như là viêm xoang đau bao tử, tay chân tê nhức, viêm phổi và mất ngủ. Hai đứa con trai của chị cũng mang bệnh gia đình khánh kiệt. Chồng chị bị tai biến mạch máu não năm 2002 và mất cuối năm 2006 vì tai biến trở lại. Trong thời gian bệnh, chồng chị chuyển qua nhiều bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương để điều trị. Thời gian dài nuôi chồng cùng với việc ăn uống không đúng cách đã làm tổn hại đi phần nhiều sức khỏe của chị rồi. Lúc đó chị mê ăn ngọt, món gì cũng nêm đường, uống bột ngũ cốc cũng nêm đường nhiều vì nghĩ là cho đủ chất. Ngay khi chồng mất thì chị bắt đầu ngã bệnh, uống thuốc đủ loại là thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây mà bệnh vẫn không khỏi. Chị nhớ lại đứa con trai nhỏ của chị bú mẹ hoàn toàn không uống sữa bò. Thời điểm đó chị lo nuôi chồng bị bệnh nên không chăm sóc cháu đúng mức nên cháu hơi nhỏ con. Được cái cháu khỏe mạnh lanh lợi, không hề bị bệnh. Lúc 5 tuổi đi nhà trẻ, cô giáo bảo cháu bị suy dinh dưỡng và nhỏ nhất lớp. Nghe vậy chị xót con và mua mấy thùng sữa bò về bồi dưỡng cho con. Sau vài tháng uống hết mấy thùng sữa, cháu đổ bệnh đau lạc cảm, ho, viêm phổi, thường xuyên đổ máu cam, nên da xanh xao, trọng lượng thì không tăng. Bệnh viện Nhi Đồng chẩn đoán cháu bị viêm màng não, chị phải lo chữa trị cho cháu. Chồng bệnh, con bệnh, chị cũng bệnh, trăm dâu đổ đầu tằm. Đến năm 2006, chị nghe đến gạo lứt nhưng không để ý. Chị còn có thành kiến rằng thuốc đông, thuốc tây còn chưa trị hết, làm sao gạo lứt mà trị được bệnh, nói tào lao. Chị hay đi chùa và luôn cầu nguyện ơn trên cho gặp được thuốc hoặc là thầy giỏi, hoặc ăn uống sao cho mình có thể mạnh khỏe để còn nuôi hai đứa con nhỏ. Một hôm đến chùa Long Hương ở Đồng Nai, chị tình cờ gặp được một người ăn gạo lứt suốt 35 năm qua. Người này giảng dạy cho chị rất nhiều về thực dưỡng. Chị bắt đầu tin vì đã gặp người thật việc thật. Về nhà chị áp dụng ngay, chị vứt bỏ hết bột ngọt, đường, hóa chất ra khỏi nhà. Trong nhà chỉ có gạo lứt, nước tương tamari và mè. Khởi đầu chị ăn theo số 7, 100% gạo lứt với muối mè và tamari trong suốt 1 tháng. Ăn 3 ngày là thấy có hiệu quả và lòng tin tăng lên. Ăn tới đâu chị khỏe tới đó. Tháng đầu tiên sụt từ 50kg còn 42kg. Và chị vẫn đi làm rẫy bình thường mà còn cảm thấy không mệt nhọc như trước. Chứng mất ngủ và đau nhức biến mất. Chị áp dụng ngâm chân bằng nước muối và gừng giã nhỏ. Ngâm ấm sao cho nước tới giữa ống chân, phủ khăn lên trên khoảng 20 phút. Ngâm xong ngủ rất ngon. Chị mất ngủ là do đau nhức, nhất là về mùa lạnh. Hàng ngày đi làm đến 10 giờ đêm mới về đến nhà. Cả đêm không ngủ được. Mất ngủ kéo theo trí nhớ kém. Để trước quên sau. Để một nơi đi tìm một ngã. Lúc đó mới hơn 30 tuổi mà còn tệ hơn ông già 80. Sau 1 tháng ăn số 7, chị không còn đau bao tử nữa. Chị bị viêm lết cổ bao tử, ăn no là đau, ăn chua và ăn rau hơi cứng cũng đau. Một thời gian sau, chị thử ăn chôm chôm thấy êm, rồi thử ăn măng tre thấy êm. Lúc trước chị cần ăn một trái chôm chôm hoặc một miếng măng tre là đau ngay. Chị rất vui là bao tử mình không còn đau nữa. Ngày đầu hai đứa con của chị không chịu ăn và nhịn đói. Đến tối đói quá nên hại đứa phải ăn. Chúng ăn rất ngon lành và ăn luôn từ đó. Chị giải thích cho hai con ăn gạo lứt để học thông minh và để hết bệnh. Hai con cũng thấy đấy, ba chết cũng vì bệnh và bỏ lại mấy mẹ con của mình. Bây giờ mấy mẹ con đều bị bệnh nên ráng cố gắng ăn. Sau 1 tháng ăn số 7, đứa nhỏ hết đổ máu cam và đứa lớn không còn bị cảm nữa. Vì chưa hiểu nhiều về thực dưỡng nên sau 1 tháng ăn số 7, chị ăn ra, chị lại mua bột nêm chay cho vào rau xào. Ăn xong là cả ba mẹ con bị phản ứng ngay, tức bị sưng họng gây ho. Chị liền lấy chanh muối ngậm để giải, mới biết bột nêm chay là hóa chất độc hại. Từ đó gia đình chị chỉ ăn cơm, rau tự trồng, muối và tương. Chị bắt đầu thắc mắc nhiều thứ, chị tìm gặp những người thực dưỡng lâu năm và tìm đọc sách. Ban đầu đọc không hiểu mấy, sau đó vừa ăn vừa đọc mới hiểu nhiều hơn. Đến năm 2009, chị tìm hiểu về tuyệt thực và chị thực hiện 8 ngày. Hai ngày đầu tiên chị còn cảm giác đói bụng, nhưng đến ngày thứ 3 bị nôn ói rất nhiều, nghe mùi cơm cũng ói. Đây là hiện tượng bị bắt buộc tuyệt thực. Kèm theo đó là người chị bứt rứt nóng nảy. Đến ngày thứ 7 hết ói, ngày thứ 8 bắt đầu thèm ăn, cân nặng còn 34kg. Hết ngày thứ 8, sự thèm ăn tăng dần và thôi thúc nên 2 giờ sáng ngồi dậy nấu cháo. Đến 6 giờ sáng cháo mới chín, chị bắt đầu uống nước cháo bằng muỗng cà phê. Ban đầu uống một tách nhỏ, uống vào người tỉnh ngay, giống như cây hàng gặp nước. Nửa tiếng sau lấy chén to hơn, nhưng chỉ múc nửa chén váng cháo để uống. Uống vào người cảm thấy phần phần, đi đứng bình thường không còn muốn té. Nửa tiếng tiếp theo uống nửa chén nữa, trong ngày hôm đó chỉ uống được 3 chén váng cháo. Đến ngày thứ 9 thì chân tay không còn run rẩy, cơ thể trở lại nhanh là nhờ cháo nấu 4 tiếng. Chị ăn cháo như vậy trong 3 ngày, ngày thứ 4 ăn cơm nhão nhai nhuyễn, ngày thứ 6, thứ 7 ăn cơm có rau. Trong những ngày ói, chị hít nước trà pha với muối, luân phiên vào hai lỗ mũi để trị viêm xoang như sách hướng dẫn.
3 ngày hít là 3 ngày trong mũi ra mổ da máu, trong đó ra 2 sợi dây mủ. Từ đó bệnh viêm xoang hết tận gốc. Chị bị viêm xoang hơn 20 năm, gây đau đầu. Chị ra nắng là bị đau, nên sợ đi xa như xuống Sài Gòn về là bệnh mất 2 ngày. Khi hết viêm xoang thì chị không còn sợ đi xa và đầu óc sáng ra. Chị bắt đầu thu nạp được những kiến thức tiên sinh Osawa viết trong sách. Chị còn hiểu được Đức Phật và các bậc thánh nhân nói ngồi thiền và nhịn đói mới khai mở trí tuệ, trí phán đoán tối cao. Bụng no khó mà khai mở được. Nhân cơ hội này, chị nhịn đói và ngồi thiền để thanh lọc cơ thể, để mình hiểu và nạp toàn bộ vũ trụ vào đầu của mình. Sau 8 ngày nhịn đói, chị đọc tới đâu hiểu tới đó và trả lời được những thắc mắc trước đây. Khi cơ thể khỏe mạnh, trong sạch, mình dễ dàng nhận được những năng lượng của vũ trụ. Sau đợt nhịn đói này, chị khỏe mạnh hoàn toàn và thúc giục đọc sách. Là một buổi còn một buổi đọc sách, không còn si mê công việc như ngày xưa. Chị đang tìm ra cho mình một chân trời mới. Chị nhận ra rằng ngày xưa làm nhiều nhưng ăn sai nên không dư, mà còn chút bệnh vào thân. Tất cả tiền bạc đều đổ vào mua thuốc. Dù vậy thì vẫn không giữ được mạng sống và chị phải cay đắng mất đi người chồng của mình. Từ đó đến nay mỗi năm chị đều tuyệt thực vài lần, mỗi lần khoảng 3 ngày. Sau khi ăn thực dưỡng, chị thấy việc làm nếu không khéo rất dễ làm hại đến người khác. Chị thấy bán tạp hóa cũng không phù hợp, bán nước mía cũng không phù hợp. Chị cầu nguyện trời Phật cho chị làm thực dưỡng để có lợi cho nhiều người. Đến năm 2012, chị bắt đầu sản xuất những sản phẩm thực dưỡng. Dù rất khó khăn nhưng chị quyết tâm đi trọn trên con đường này. Lúc đầu chị sản xuất bột gạo lứt, bột ngũ cốc, bún lứt, hủ tiếu lứt. Một số tiệm thực dưỡng biết được chị làm hủ tiếu ngon nên tìm đến chị đặt hàng. Sau đó chị sản xuất thêm trà gạo, trà đậu, trà banh cha, cà phê thực dưỡng, mơ muối, chanh muối và nước tương tamari. Từ một gia đình khổ đau bệnh tật và bất hạnh, một gia đình nghèo khó không có thứ gì trong nhà, bây giờ chị có được cơ sở sản xuất thực phẩm thuần thực dưỡng. Đứa con trai nhỏ ở nhà giúp chị điều hành cơ sở. Con trai lớn của chị thì có được công việc rất tốt mà nhiều người muốn và không dễ gì xin được. Từ lúc ăn thực dưỡng, gia đình chị không còn uống thuốc dù đông hay là tây. Chị thoải mái đi giao lưu nhiều nơi, gặp nhiều người thực dưỡng ở trong nước. Hiện tại chị thường ăn 100% cơm lứt muối mè vào ngày mưa. Ngày nắng nóng thường ăn thêm chút canh và rau. Buổi chiều chị không ăn canh, không ăn rau dù kho hay luộc. Chị ăn sáng khoảng 6 giờ, ăn trưa 11 giờ, ăn chiều khoảng 4 giờ và không ăn tối. Mỗi bữa chị ăn từ 1 đến 2 chén cơm lứt. Chị đi ngủ khoảng 9 đến 10 giờ tối và dậy khoảng 3 giờ sáng. Chị khuyên là không nên ăn tối, không tốt cho sức khỏe và sẽ thêm gánh nặng cho gan và mật. Ban đêm là âm để cho các nội tạng nghỉ ngơi, không cho nội tạng nghỉ ngơi là không công bằng. Chị có tâm nguyện là người nào không có tiền để ăn thực dưỡng, chị sẵn sàng cung cấp. Đến nay chị đã giúp đỡ được nhiều trường hợp. Chị luôn dặn họ rằng nếu không ăn nữa thì sẽ không nhận nữa. Đừng nhận rồi đem đổ bỏ sẽ mất phước và mang tội. Thức ăn rất là quý, chúng ta phải biết tôn trọng thức ăn. Chị đã hướng dẫn nhiều người ăn thực dưỡng được khỏe mạnh hoàn toàn và chữa hết các bệnh nan y. Trong năm nay chị đã hướng dẫn mấy cặp vợ chồng trẻ sinh con và nuôi con theo thực dưỡng. Những đứa bé này rất khỏe mạnh, bồ bẩm và có mẹ có đầy đủ sữa để cho con. Theo chị, từ trẻ tới già đều phải theo thực dưỡng, không những thế mà còn phải học và hiểu trật tự vũ trụ nữa để tìm thấy cội nguồn của mình, tìm thấy được sức khỏe và hạnh phúc. Nguyên nhân của hiện trạng bệnh tật là do người ta ăn không đúng với trật tự thiên nhiên. Ha ha ha,